Chào mừng tất cả các bạn đến với lãnh địa Samsung. Bữa nay review đến em bộ sưu tập Z Fold nha anh em. Một trong những cụ tổ của Z Fold nha. Đây đây cũng có Z Fold đây. Con cháu của nó đây anh em. Con cháu màn hình đây. Đây màn hình gập nha. Còn đây những anh em nhà Z Fold nha. Đây cũng gập ghẻ chất chơi như người ta nha anh em. Đây gập ầm ầm luôn nha. Z Fold nha, gập vô nhỏ gọn vừa lòng bàn tay luôn nha. Dòng này sở hữu hệ điều hành Android nha. Màn hình cảm ứng như người ta luôn nha anh em. Đó, màn hình vừa cảm ứng vừa bàn phím, nói chung kết hợp vừa hoài niệm vừa hoài cổ luôn nha. Đây, mở ra cho anh em xem thử luôn. Đăng nhập Google thoải mái nha. Lướt nha, camera sắc nét như người ta nha. Đây, con này sở hữu viên pin là 1800 nha anh em. Nói chung sản phẩm từ một củ 2 là sở hữu được luôn nha.